Ok và hello anh em nhá, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Gì Đây. Tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Link tải tựa game Dragon City mình sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em nha. Có rất là nhiều dòng mới nhưng mà bán giá đắt thế này tôi làm sao tôi có thể mua được. 7 đô đấy anh em, 7 đô, 400 game à. Odyssey Dragon, nó ở trong cái sự kiện đúng không anh em? Có một cái sự kiện gì đây? Empower, tăng sao à? Tăng sao cho dòng anh em. Rồi, thì mình cứ vứt tạm mấy cái này ở đây đã. Cho tiếp tục cái đua Heroic anh em nhá. Chúng đang ở lap 4 anh em ạ. Lap 7 thôi, cũng không có gì ấy lắm cả. Chúng ta chỉ cần tập trung là có thể đua được thôi anh em. Chúng ta sẽ lấy phút đi đã. Cái này lấy nhiều phút thế nhỉ. Ok, thì chúng ta đang có cái sự kiện xem cái gì đây. Xem lấy Heroic à? Kiểu dạng như vậy. Chúng ta xem còn cái quest gì nho nhỏ có thể chơi được thì chơi ha. Đây, cái này rảnh thì anh em ngồi chơi cũng được ha. Rồi, Skipper 159.000 máu à? Cái hạng nhanh thôi. 148.000 máu, tấn công luôn. Không có được 148 đâu mà có chỉ có 14.000 máu thôi anh em. Mấy cái bọn ở trong cái quest này thì nó dễ, cực kỳ dễ luôn. Nó sẽ kéo xuống dưới và lấy thêm phút nhé. Rất là nhiều phút dành cho mình. Tại đang là 9/21 rồi. Thế tôi sẽ đi leo rank đã nhá. Leo rank trước hết đã, trừ 3 cái rank cúp. Encounter 2, nói chung là rank khá thấp thôi. Cũng chẳng cao lắm. Arena mình đang ở cái Encounter xong lên Dragon Taming Class. Ủa, xả lắm anh em ạ. Ủa, Master, ủa, lên lại rank Master thì còn rất là lâu anh em. Rất là lâu, thằng nào rank rank dưới này nó dễ đánh chứ. Toàn gặp đối thủ yếu thôi, tại vì rank thấp, gần như thấp nhất trong cái game này rồi anh em ạ. Rank này rank gần như thấp nhất rồi. Ok, ok rồi, đánh thôi anh em. Có thể mang những con rồng mới đi test sức mạnh ở trong này cũng được anh em. 97.000. Rồi, ok, Magma này 96.000, 31.000, 31.662. Đấy, xong cái này nhé, lên này. Nó sẽ được 3/20. Đợi thôi, cho đợi cái này và lấy thêm phút ở bên này nhé. Thêm một chút ít phút. Nói chung là đang chơi sự kiện này, cái sự kiện gì đây? Wizard này hơi khó đấy. Sao mà mở được cái này? Leo bằng này tầng thì khó lắm anh em. Không dễ đâu. XL. Cái này có hop của con 2 Master Karma này. Nếu mà cho đi được 7 lần á. Nhớ đâu được cái hòm đấy, nhớ đâu được cái mảnh thì sao? Nhưng mà làm sao mà tăng được cái này nhỉ? Làm sao tôi tăng được cái này anh em? Thêm 4 game này. À đây có cái đá này anh em. Tùy anh em ạ, nó vận may mà anh em vào đúng được cái đá thì ngon đấy. Anh em chỉ cần đủ cái đá thôi là anh em sẽ được thôi. Ok. Đó, đá đấy. Qua gần được rồi này. Ui dồi ôi, mất 10 game mà anh em. Như tôi vừa mất 10 game gì vậy. Oh, cái viên đá này ở đây anh em ạ. Oh my god, có phết nhờ, kiếm được cái viên đá này không dễ anh em nhờ. Đừng vào mặt cái con kia được. Được thêm một viên này, hay chưa. Tôi thấy mặt nó ở đâu thì tôi sẽ ấn vào luôn đấy. Tỷ lệ ra nó là khó, khá là khó. Ok, còn một viên nữa. Mất game đấy phải không anh em. Đủ rồi này anh em, được cái hòm này. Yes. Có nên dừng lại không? Có nên dừng lại không anh em? Ra tầng 12 rồi này. Tầng 20 sẽ được thêm cái này á. Cái này không ngon lắm. Cái mình thích cái đá này cơ. Chẳng biết nó ở đâu. Vẫn được anh em ạ. Vẫn được à. Con này ở đâu? Con này ở đây này.
thấy. Úi ôi, nó ở đâu nhỉ? Cái đá này ở đâu nhỉ? Cái đá, đá nó lại ở đây anh em ạ. Cái này được chọn quà rồi mà, cái này được được quà random anh em. 8 game. Choose magic. Chúng ta sắp lên tầng 20 rồi, cố lên nào. Con đấy ở đâu đây? Ủ, con đấy con đợt này nó không xuất hiện luôn anh em. Ảo thật sự luôn. Đây nó ở đây. Oh my god, ta gặp đúng có một lần con đấy thôi. Ui lại gặp nó rồi. Cuộc đời này. Ok, con này cần bao nhiêu tầng thì mới lên được? Ui khó lắm anh em ạ. Ui 50 tầng. 50 tầng. Thật là vãi đạn luôn. Nó mất khoảng 15 game đấy anh em. Lần này không con đấy đâu. Lần này không con đấy luôn. Nhưng mà không được cái đá nhỉ. Thì được cái hòm Master Karma thôi anh em. Tôi lên tầng 20 rồi này. Tầng 20 rồi tên này, nhưng mà vấn đề là chúng ta cái này khá là hay, nhưng mà tầng cần cái tầng 50 anh em ạ. Endurance Kamas. Ui càng lên cao càng khó, theo như chúng ta thấy là càng khó. Mình cố lên được tầng 20 rồi, thử xem vận may thế nào thôi. May thì lên, không may thì thôi vậy, biết sao bây giờ, đúng không? Cứ đi hết sức có thể đi ạ. Ôi giời. Bây giờ nó sẽ mất khoảng 20 game anh em ạ. Thôi rồi, tất cả quà sẽ không được nhận đâu. Ôi giời. Quá buồn. Buồn như con chuồn chuồn vậy. Khó với ở anh em. Tôi lên được tầng 20 mấy là gọi là mắc pinh ý. Không thể lên thêm nữa. Lên đấy mà lấy được con rồng đấy thì xịn nhờ. Nhưng mà không anh em ạ, ta sẽ cực kỳ là khó nhằn khi mà lên được lấy con đấy. Ok, event gì đây? Đây là cái siêu này, đây là cái khiêng này. Đây là cái khiêng nhỏ nhỏ. Tôi được off luôn 20 mảnh của Siren này anh em. Đù, tôi mở cái hòm ui bắp ra mảnh Siren ạ. Ui, cái tỷ lệ ra mảnh Siren là cực kỳ khó ấy. À không, cái này chắc chắn sẽ ra mảnh Siren, nhưng mà 20 mảnh là khó phết đấy nhá. Rồi cái này thì cũng sẽ mở của chữ Epic này, không thích lắm. Tôi thích cái ấy cơ, cái mề đay cơ. Cái này anh em lấy ở đâu ra? Lấy từ trong một cái sự kiện đảo những cái thứ ra ấy. May mắn thì ra thôi. 20 mảnh là cực kỳ may mới ra được đấy, không phải đơn giản ra đâu. Hai Siren là con này luôn này. 17 trên 21 rồi. Sắp xong rồi. Ok, tôi sẽ đánh nốt cái này nhé. Tiếp tục đua Heroic, mở hòm quỳ bắp ra luôn 20 mảnh. Mảnh rồng. 20 mảnh rồng Siren, quá là ngon. Ngon lành cành đào luôn. 22.400. Rồi, ok. Đơn giản đan rổ ấy. Qua cái nốt 1 nhá. Mà cái nốt 1 chưa xong thì bao giờ mới xong, đúng không? Rồi chúng sẽ lấy thêm phút ở đây. 24 cái, khó phết đấy anh em. Mất thời gian phết đấy. Không dễ đâu nha. Mất thời gian. Rồi chúng ta sẽ rất là nhiều sự kiện đang diễn ra luôn. Cả một đống sự kiện các kiểu đà điểu. Chưa gặp bắt đầu những cái team rất là mạnh ở trên cái tầng này rồi anh em. Thấy không? Vừa thấy team mạnh sẽ đang xuất hiện dần dần. Rất là nhiều luôn. Magma này. Rồi anh em ơi, tấn công luôn. Đấy. Sừng dài 2 mét ở Việt Nam này. Đây là Việt Nam ấy. Cứ tưởng là người nước ngoài ra là Việt Nam. Vua rồng Vũ Lít ạ. Ồ. Đây đâu phải Vũ Lít đâu.
Hình như đây không, đây đây không phải là anh em ạ. Vua rồng Lít ạ, không phải là, không phải vua rồng Vũ. Ôi trời, mình không để ý cái là cứ chết. Ok. Nhưng mà chắc là Vũ Lít đây anh em ạ. Không phải Vũ Lít mà là một fan à, cho gặp và fan Vũ Lít à. Rồi. Nó sẽ lấy thêm phút ở đây này. Được đúng cái nhỉ? Được đúng cái phút 18/21. Khá là khó nhằn. 18/21 thì không biết là lấy kiểu gì đây. Ok. Rồi, và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.